quý vị, đột nhập tiệm vàng để trộm cắp tài sản đâu đó vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương. Đáng nói là những vụ việc này ngày một tinh vi và những tên trộm hết sức manh động. Mới đây, một vụ việc nghiêm trọng như vậy cũng xảy ra tại Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và sáng nay 23 tháng 8, cơ quan chức năng đã đưa một thanh niên bị còng tay tới tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khoảng hơn 1 giờ để làm các thủ tục điều tra. Thanh niên trên được xác định là nghi phạm của vụ đột nhập vào tiệm vàng trộm 350 cây vàng trị giá khoảng 13 tỷ đồng cách đây 4 ngày. Từ những hình ảnh đầu tiên ghi lại, cơ quan công an nhanh chóng tìm ra danh tính và chỗ ở hiện tại của thanh niên trên ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Trước đó, theo tường trình của chủ tiệm vàng Tuấn Đạt với cơ quan công an phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, khoảng hơn 3 giờ ngày 18 tháng 8, kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng. Chủ nhà cho biết hôm đó trời mưa, tất cả thành viên đều ở trong nhà, đóng kín cửa, do vậy kẻ gian đã theo dõi rất kỹ căn nhà này và bình tĩnh thực hiện các thao tác đột nhập vào nhà lấy vàng. Đối tượng khai nhận sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3 thì xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Sau khi tẩu thoát, tên trộm đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 20m, tháo găng tay và phóng xe đi mất. Netflix, một nền tảng xem phim trực tuyến đang rất phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên kho nội dung của nền tảng này vẫn còn nhiều bộ phim và chương trình chưa phù hợp với lịch sử, thuần phong mỹ tục của Việt Nam do chưa được kiểm duyệt một cách chặt chẽ và tuân thủ đúng pháp luật. Những nội dung sai trái của Netflix đang tạo ra bức xúc cho không chỉ cơ quan quản lý mà cả người dùng tại Việt Nam. Hình ảnh phố cổ Hội An của Việt Nam bị chú thích thành quận Phù Lăng của Trung Quốc trong series phim Madame Secretary do Netflix công chiếu từng gây bức xúc chỉ là một trong nhiều vi phạm của Netflix tại Việt Nam. Trên hệ thống Netflix còn tồn tại nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử như trong phim tài liệu Việt Nam War, nội dung mô tả hình ảnh bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm. Các nội dung này không được biên tập để phù hợp truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Netflix là gần như ở Việt Nam là không có dưới sự kiểm duyệt của một cơ quan chính thống nào, nên là các cái nội dung thì thường là trending theo phía người xem. Nếu mà người xem mà ở Việt Nam mà xem về các cái phim nào đó nhiều thì mới đẩy lên top 1, top 2, top 3, hay là điển hình như là cái top trending hay top 10 gì đó. Thì với cái nhu thị hiếu, sự theo thị hiếu người dùng và các bộ phim sẽ được sắp đặt lên. Và thường thì Việt Nam, người Việt Nam ta có tính tò mò, nên là các cái phim mà thường có cái nội dung mà không đúng thuần phong mỹ tục lắm. Điển hình như gần đây là có một số phim như 365 đây, Unacer. Đấy, những phim đấy thì nó là có những nội dung mà được gắn mắt 18 cấp. Ở Việt Nam thì những cái phim như thế này gần như không bao giờ được chiếu rạp, không bao giờ được phát hành trên các cái công cụ truyền thông. Nhưng những phim này thì ở Netflix lại không giải ra chuyện đấy. Mặc dù Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần gửi văn bản cảnh báo nghiêm khắc, nhưng phía Netflix vẫn chưa tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm duyệt nội dung. Điểm chung của nội dung trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới như Netflix là điều đang được cung cấp trên quan điểm, nhận thức của các doanh nghiệp nước ngoài không được biên tập phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam, trái quan điểm chính trị, chuyển ngữ tiếng Việt sử dụng từ ngữ thô tục, chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý nội dung trên dịch vụ phát thanh truyền hình. Là một người đã sử dụng và tiếp cận với các đa dạng các thể loại phim ở trên Netflix thì mình thấy rằng các bộ phim liên quan đến chính trị và lịch sử Việt Nam thì hiện tại Netflix kiểm duyệt chưa được kỹ lắm. Mình nghĩ là những bộ phim đấy thì nên gỡ xuống. Netflix hiện đang cung cấp hàng nghìn nội dung gồm các thể loại phim, trong đó có cả phim tài liệu lịch sử, các chương trình trò chơi truyền hình được chuyển ngữ tiếng Việt hướng tới người dùng là người Việt Nam, có thu tiền thuê bao định kỳ hàng tháng tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy Netflix đang chần chừ và không tích cực tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, mặc dù nhiều lần được yêu cầu. Việc quản như thế nào đối với dịch vụ OTT xuyên biên giới trở thành vấn đề cấp thiết phải được cơ quan quản lý xem xét. Tuy vậy, một quy tắc bất di bất dịch đối với các doanh nghiệp, dù là trong nước hay nước ngoài, thì đều phải tuân thủ luật pháp, thượng tôn pháp luật của nước sở tại. Xuyên tạc lịch sử trong phim tài liệu Việt Nam War, xuyên tạc về chủ quyền Việt Nam trong phim điện ảnh Madame Secretary, nội dung mô tả hình ảnh bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình Polar, After Porn, 365 Days. Những sai phạm này của Netflix đã bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tuyết còi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, cung cấp dịch vụ truyền hình có thu tiền thuê bao định kỳ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, buộc các doanh nghiệp phải có giấy phép.
nội dung trên dịch vụ truyền hình phải tuân thủ các yêu cầu về biên tập, kiểm soát nội dung trước khi cung cấp đến người dùng, thuê bao theo quy định pháp luật về báo chí, điện ảnh. Tức là phải đảm bảo là nội dung đó đáp ứng thuần phong mỹ tục, ví dụ như là cái độ hở hang không được quá một cái ngưỡng nhất định, hay là không kích động bạo lực, hay là không nhạy cảm chính trị v.v. Đấy gọi là tiêu chuẩn, mục tiêu quản lý nhà nước thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai đó là các nghĩa vụ tài chính, các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị mà cung cấp cái dịch vụ truyền hình trực tuyến chuyên nghiệp thế này là phải có thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với cả cái thị trường sở tại, quốc gia sở tại và nơi mà họ cung cấp. Cuối năm 2019, Netflix công bố ra mắt giao diện tiếng Việt và đẩy mạnh thu mua bản quyền phim Việt bổ sung kho phim của mình. Đồng thời, một số nền tảng ngoại khác như iFlix, Amazon xuất hiện. Chưa kể, một số dịch vụ xuyên biên giới khác của Trung Quốc âm thầm vào Việt Nam như WeTV, IQG đều có phụ đề tiếng Việt và mức thuê bao vô cùng rẻ, chỉ 20-30% so với giá thuê các dịch vụ truyền hình trả tiền. Điều này tác động rất lớn tới các doanh nghiệp OTT nội, khiến cho doanh thu truyền hình trả tiền ngày càng sụt giảm. Đây là một cái thị trường rất là rộng lớn với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, có thể kể đến như Amazon, có thể kể đến Netflix, FPT Play và Phim Cộng, và chúng ta phải cạnh tranh với rất nhiều các cái đối thủ. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam đang được quản lý theo Nghị định số 06 năm 2016 NĐ-CP. Trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 06 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới được tham gia kinh doanh tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước trên cùng điều kiện pháp lý. Các cái doanh nghiệp truyền hình mà họ thông qua cái công nghệ truyền hình OTT mà họ có năng lượng, có năng lực về mặt tài chính này, có năng lực về mặt làm nội dung thì chắc chắn là vào đây nó sẽ phải hòa nhập và thực là phải trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp làm truyền hình trong nước để mà thực hiện các cái luật pháp cũng như các chế tài của Việt Nam. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của các nền tảng xuyên biên giới. Các bạn đến đây làm ăn, thu tiền, trở nên giàu có, thì các bạn cũng phải góp sức, góp phần cho đất nước này thịnh vượng hơn, ổn định và phát triển hơn. Việt Nam không chào đón các doanh nghiệp xuyên biên giới vào đây mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý, biện pháp kinh tế, biện pháp kỹ thuật để yêu cầu các bạn tuân thủ luật pháp Việt Nam. Rõ ràng, việc quản hay không và quản như thế nào đối với dịch vụ OTT xuyên biên giới là vấn đề cấp thiết, phải được cơ quan quản lý xem xét. Bởi hiện tại, số lượng người sử dụng OTT có xu hướng tăng mạnh, được đánh giá là hướng phát triển của tương lai. Kiểm soát được là tốt. Nhưng kiểm soát thế nào, giới hạn đến đâu để không thiệt hại lợi ích người dùng? Thưa quý vị và các bạn, và hiện thì Thu đang bị tạm giữ để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em. Và theo cơ quan chức năng thì chị gái của Thu từng lĩnh 15 năm tù về buôn bán trẻ em sang Trung Quốc và hiện thì đã chấp hành xong án phạt tù. Và nếu cơ quan chức năng đủ cơ sở để khẳng định tội danh của Thu là bắt cóc trẻ em thì hình phạt cao nhất cũng sẽ đối mặt với mức án 15 năm tù. Còn ông Dương Văn Trung, tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng cho biết Nguyễn Thị Thu, nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh và người thân trong gia đình đã chuyển đi khỏi thành phố Cao Bằng, không còn sinh sống tại đây. Tuy nhiên trước đó gia đình Thu rất phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án tiền sự. Bản thân Thu cũng là người đã lấy chồng và đã từng có con, trước đây sống tại khu vực cầu Bằng Giang, thành phố Cao Bằng. Thu từng có thời gian bán bánh rán tại thành phố Cao Bằng. Sau khi Thu lấy chồng thì cả gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Bố mẹ của Thu đều đã qua đời và bố của Thu cũng từng có tiền án tiền sự. Bị ép nhận tiền đền bù, nếu hộ nào không nhận sẽ cho con cháu đang làm tại địa phương nghỉ việc hoặc cách chức. Đó là những thông tin được người dân tại thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội phản ánh tới phóng viên VTC. Điều đáng nói việc thu hồi đất nông nghiệp tại đây lại không được chính quyền địa phương làm rõ với người dân đã khiến bà con hết sức bức xúc và phản đối, không đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Dự án nếu là nhà nước không bao giờ ai làm hưởng mà lại cách chức cả con em, dọa cách chức cả con em các cô đi làm. Nếu như không lấy tiền, đấy, nếu như không lấy tiền thì cách chức luôn.
là không cho đi làm nữa. Nếu bố mẹ trong hộ là bố mẹ không lấy tiền thì cách chức luôn cả con, không cho con đi làm. Gần đây nhất đây này là có một số, tức là hàng ngũ cán bộ của thôn và một số của huyện đi vào đến từng gia đình một, có tính chất động viên và trả tiền, nhưng bà con cũng không đồng ý. Không chỉ bà Tuấn hay ông Ký, mà hàng trăm bà con thôn Văn đang hết sức bức xúc khi chính quyền đã đến từng hộ gia đình để vận động ép họ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ cho dự án tái định cư khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì. Ngoài mức giá đền bù chưa hợp lý, điều khiến người dân chưa đồng thuận trong việc bàn giao đất đó là việc thu hồi đất để phục vụ cho các dự án khác trên địa bàn lại không được chính quyền địa phương làm rõ. Gần 20 cuộc họp, hàng loạt văn bản cùng nhiều đơn kiến nghị của người dân đã được gửi đi mà chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền địa phương. Khu tưởng niệm Chu Văn An là thành phố giao xuống là 300 mét vuông. Và còn lại cái số còn lại là bao nhiêu mét vuông? Và anh phải giải trình cho dân chúng tôi biết rất rõ là công trình khác là công trình gì. Đấy. Tất cả những cái điều ấy là những cái điều mà người dân chúng tôi đang bức xúc cái chuyện đó. Chứ còn nói lên dự án thành phố là hoàn toàn dân chúng tôi không phản đối. Nhiều đơn thư lắm, kiến nghị lên nhưng mà chưa thấy một cái gì gọi là trả lời cho dân. Đấy, dân chúng tôi cũng đang chờ, mà một tuần chúng tôi phải xuống dưới đấy 2 lần để chờ dưới huyện, toàn những là hẹn ngày lọ đến ngày kia. Được biết, dự án BT đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư đã được triển khai nhiều năm nay. Nhưng theo ghi nhận thực tế hiện nay thì phần thi công vẫn đang dang dở như thế này. Phía trong dự án thì cỏ dại mọc um tùm, còn phần đất đối ứng đã được thanh toán thì chủ đầu tư đã bán, thậm chí có chỗ người dân đã về ở. Đây cũng là một trong những dự án BT trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cũng đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến những sai phạm tại dự án này. Tuy nhiên, hiện nay kết luận thanh tra đã được thực hiện hay chưa thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Xin được tiếp tục với bản tin. Khi mà nhận con, nhìn thằng bé đang ngủ ngon lành trên giường, tôi ôm chầm lấy con, thấy con ngủ ngoan, được mặc quần áo sạch sẽ, hơn hết lại được an toàn, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. Anh Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bố của bé trai bị bắt cóc đã chia sẻ với báo chí như vậy khi mà cơ quan chức năng đã tìm thấy con của mình. Hôm nay gia đình bé Gia Bảo cũng cho biết bé đã chạy tung tăng vui vẻ cười nói, tuy nhiên đôi lúc thì cũng tỏ ra sợ hãi với người lạ sau hơn một ngày bị bắt cóc. Và rất may mắn khi bé lại được trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Anh Hưng cho biết, đêm qua tại trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng đã bàn giao cháu bé cho gia đình. Vợ chồng anh vỡ òa trong hạnh phúc. Vợ chồng anh đã có một đêm ngon giấc sau hơn một ngày đêm thức trắng tìm con. Niềm vui ấy, cả gia tài không thể đo đếm được. Hành trình từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang nhận diện con, quãng đường chỉ 150 km. Nhưng với anh, quãng đường ấy thật dài và vô cùng hồi hộp. Khi tới nơi, nhìn thấy con vẫn đang ngủ ngoan, được mặc quần áo sạch sẽ và hơn hết là an toàn, anh đã vỡ òa trong hạnh phúc. Thì không nghĩ là trong đêm nay mình lại được mang con về với gia đình. Thực sự là những cái mà nằm ngoài cái mong muốn của cháu, và cũng nghĩ là cũng có thể là phải đến mai hoặc là đến một lúc nào đấy dài hơn nữa. Thế nhưng mà không ngờ là mọi thứ diễn biến ngoài cái sự mong đợi của mình, thực sự là rất là hạnh phúc. Nhưng mà vẫn tin là như thế, và khi gặp được con rồi thì chúng ta là mọi thứ là mình không biết là tả cái gì nữa. Thực sự là rất là sung sướng. Đêm qua thì em thức trắng đêm, đến sáng em cũng thật sự là không thể nào mà cầm được nước mắt khi mà nghĩ đến cháu. Tại vì nghĩ là cháu sẽ xảy ra những cái không hay ấy. Thế là em không thể nào mà cảm xúc của mình chắc là lúc đấy cũng không thể diễn tả được là nó đau khổ như nào. Anh và bố cháu ấy, bố cháu đã bế được cháu rồi. Thế là em ngay lúc này em thật sự là rất là vui mừng ạ. Em cũng không biết nói gì hơn ấy. Em cảm ơn tất cả các bác công an và mọi người, anh chị em, bạn bè và những người thân trong gia đình em đã cùng em tìm cháu, và cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ và giúp đỡ em ạ. Em xin cảm ơn.
nói về nữ nghi phạm bắt cóc con trai mình. Bố mẹ bé Gia Bảo cho biết không mong muốn pháp luật xử lý thật nặng người này, mà chỉ mong có bản án hợp tình hợp lý, đủ răn đe. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi dọc một số hệ thống sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gây bức xúc dư luận do tác động xấu đến môi trường, gây sạt lở bờ sông, đê kè và đất sản xuất. Lâu nay, việc chấn chỉnh hoạt động này đã được các ngành chức năng, nhất là chính quyền cấp cơ sở ở Nghệ An tích cực vào cuộc. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn chưa thể chấm dứt. Đây là một trong hai điểm kinh doanh cát xây dựng chưa có giấy phép tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Sau khi người dân phản ánh, huyện Đô Lương đã vào cuộc kiểm tra, rà soát, đồng thời tiến hành đình chỉ hoạt động đối với các điểm mỏ, các bến kinh doanh cát xây dựng không đủ điều kiện trên địa bàn toàn huyện. Chưa có giấy phép thì sau một thời gian thì liên đoàn liên ngành có kiểm tra thì coi như không được hoạt động thì cũng đã dừng hoạt động. Đoạn sông Lam chảy qua xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương trước đây là điểm nóng của nạn khai thác cát. Vào tháng 3 vừa qua, sau khi lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Nghệ An phối hợp tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính, tháo dỡ cồn cầu đối với một doanh nghiệp kinh doanh cát trái phép. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, đến đầu tháng 8, địa điểm này tiếp tục hoạt động chui trở lại. Chỉ đạo cho lực lượng công an với mật phục thì đã bắt được quả tang chầu bến cát của Thanh Nguyên tiếp tục khai thác. Thì anh em đã tập trung xử lý lập biên bản, nâng giao trách nhiệm cho công an. Là mời chủ doanh nghiệp của huyện Thanh ra để có cái điều tra theo quy định. Trong 7 tháng đầu năm 2020, Công an Nghệ An và các địa phương đã phối hợp phát hiện, bắt 287 vụ, 304 đối tượng, tạm giữ hơn 2.000 mét khối cát sỏi và 132 phương tiện tàu, thuyền và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trái phép. Trong đó đã khởi tố, điều tra một vụ và một đối tượng. Ngoài vấn đề chúng tôi phối hợp tốt với chính quyền địa phương, công an cơ sở để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, chúng tôi còn xử lý nghiêm cái vấn đề là tịch thu phương tiện khai thác trái phép. Ngoài ra, chúng tôi đã lập nhiều chuyên án bắt giữ xử lý các cái và khởi tố xử lý hình sự các vụ việc về khai thác khoáng sản trái phép. Sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Nghệ An đã tạo những chuyển biến nhất định trong lĩnh vực khai thác cát sỏi. Tuy nhiên, tình trạng tái diễn khai thác trái phép vẫn luôn thường trực. Nguy cơ thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây sạt lở sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu công tác quản lý nhà nước bị buông lỏng và không thường xuyên liên tục.